mời quý khách. Hủ tiếu chay, xin mời quý khách. Mọi người ơi, chào mừng mọi người tới phiên live của Diệu Hiền ngày hôm nay nha mọi người. Ngày hôm nay á là Diệu Hiền live đó, là để Diệu Hiền để kêu gọi tất cả mọi người ăn hủ tiếu chay, kêu gọi cộng đồng LGBT ăn hủ tiếu chay nha mọi người. Diệu Hiền lần đầu tiên live á nên là còn nhiều thiếu sót lắm, mọi gì mọi người bỏ qua cho Diệu Hiền nha. Dạ má. Dạ? Tự nhiên cái kêu cộng đồng LGBT ăn tổ hủ kỳ vậy? Ý là kêu cộng đồng á, ai ăn cũng được, cộng đồng nào ăn cũng được nha mọi người ơi. Cộng đồng luôn giữ bình tĩnh, hay là làng gớm bát tràng gì ăn cũng được nha mọi người. Ngưng đi, ngưng đi. Hả? Like cái gì mà củ thị vậy, có ai đâu mà coi. Chứ làm sao? Ra đây tôi làm cho nè. Làm coi. Mọi người, hủ tiếu chay là hủ tiếu chay, hủ tiếu chay là hủ tiếu chay, hủ tiếu chay có tốt cho sức khỏe không nè? Ok, nếu tốt thì sao nè? Chốt đơn. Chốt đơn rồi sao nè? Hai cục bánh. Đó mọi người ơi, ngày hôm nay An Nhiên đã điêu được những cái điêu hời của hủ tiếu chay rồi. Mọi người nhanh tay lên nha mọi người. Đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân cái lại nơi đây ăn tô hủ tiếu có khi có phước nha cả nhà. Vô quỳnh lụng chứ kìa. Comment quá trời đã. Lụng kìa. Mua chưa chốt đơn chưa? Không, không có chốt đơn cái nào hết á. Trời rảnh gì mấy má. Vô bình luận không à. Sao mấy má còn coi rồi, mấy má không chốt đơn ủng hộ tôi đi. Mắt mày gõ mày coi đọc bình luận coi. Nè. Ai ê. Ê. 30 tô. Trời ơi 30 tô làm gì trời ơi. Cảm ơn bạn Thủy Tiên nha. Trời ơi cảm ơn bạn Thủy Tiên đó, ngày hôm nay là ủng hộ hủ tiếu chay của Diệu Hiền nha. 30 tô. Làm liền tiếp liền nha. Em ơi, nhắn tin địa chỉ số điện thoại nha. Nhắn tin địa chỉ số điện thoại cho chị vô chị làm liền. Mà bữa nay là có khuyến mãi nha, 30 tô chỉ tính tiền 20 tô thôi nha. Trời ơi vậy. Bà mà không làm đúng nha là cộng đồng mạng tẩy chay bà đó. Đúng rồi. Bữa nay là ăn ba là chị tính tiền 2 thôi. Rồi làm vô làm đi. Đi vô phụ chị chứ mình chị sao làm kịp. Phụ ai là ai má. Ha. Rồi mọi người theo chân Diệu Hiền vô nấu hủ tiếu lên đi rồi. Mọi người ơi, lên điêu. Rồi ngày hôm nay An Nhiên sẽ giới thiệu cho quý vị coi mô hình bếp mở nha. Trời ơi, hủ tiếu chay của Diệu Hiền đó mọi người. Hủ tiếu chay của Diệu Hiền á là hủ tiếu chay là bán ba đời rồi nha mọi người. Tới Diệu Hiền á là chỉnh bán hủ tiếu chay luôn nhưng mà nâng cấp hơn chút xíu nha mọi người. Ăn bảo đảm an toàn cho sức khỏe nha mọi người. Đó kìa, có ai bình luận kìa. Bình luận gì vậy cưng? Hai bà già mặt như trái cà mà xưng em già má mày. Già gái mẹ mày ơi, chứ đâu ra vậy? Ai già hả? Già có bằng bà nội cha mày không già? Yên, an yên giùm chị đi cưng. Cộng đồng mạng mà nó dập một cái là mình chết, cái này cõi ta bà. Mẹ dập em hiểu không? Dập lại thì dập, nó cưng. Nói chứ có sao đâu bà. Không, bỏ qua. Bà đừng có cản ơi. Khoan. Anh đẹp lại. Trời ơi, rớt cái điện thoại tao coi. Mới mua 35 triệu tao trừ lương mày nha mày. Đang like kia mà con nhỏ này làm cái gì ra thiệt á. Mà sao vậy? Tao nói được cộng đồng mạng thì làm ơn đi. Đừng có chọc người ta mà dập một cái là tao với mày đi móc bọc chứ không có bán hủ tiếu được đâu, nghe chưa? Chữ gì nó chửi mình thì mình chửi lại đây. Không bán mẹ gì nó hết. Cái miệng mày quá trời cái miệng mày hả? Con này thiệt tình á. Hủ tiếu chay xin mời quý khách. Yeah, 30 tô là 30 tô chúng mà. Cục vàng. Ra đây, xin xếp một hủ tiếu cho ta này cưng. Gì vậy? Trời ơi, vui quá anh Ngọc hả? Trời ơi, đã được 30 tô. Gì vậy? Trời vô thường quá. Cái gì? Mới đó mà mất rồi. Ai mất cưng? Ai mất? Chiếc xe mất. Cái gì? Cái xe đi xếp đồ, cái xe đi mua đi chợ hả? Sao vậy? Sao mà mất? Thôi với bà hỏi tôi sao tôi biết? Cái đậu quải rồi nó mất, bắt làm như tôi thối ta lấy hả? Mày mắc cười quá, bây giờ mà cái gì cái miệng mày cũng bài hải, bây giờ mất cái xe rồi giờ làm sao? Có một cái xe đi chợ thôi à? Trời ơi trời, thiệt á. Có cái xe mà cũng không biết chữ nữa. Xe ơi, sao em bỏ chị ra xe? Hồi đó hai chị em mình nữa là chung đôi với nhau mà còn chị còn em còn chung vai là còn tương lai mà xe. Ủa ơi Yên, mày sao vậy, tâm lý mày bị ngược á Yên? Gì? Xe là xe của tao, người khóc phải là tao nè Yên. Xe của bà chứ bà, là tôi xài nhiều hơn bà, tôi gắn bó hơn bà. Trời ơi là trời. Không có xe rồi làm sao ship 30 tô hủ tiếu chay một chút nữa thẻ lẹ rồi tao cho mày ăn. Trời ơi là trời. Rồi ai ship hủ tiếu chay đây? Đó 30 tô nè, rồi tôi cho mày ăn hết luôn. Ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì mà hai cô khóc lóc dữ vậy? Mất gì cô? Mất con ngựa sắt của cô rồi. Ngựa sắt? Ủa?
hai cô nuôi ngựa hồi nào vậy? Chuyên ngựa cái gì trời ơi trời, là mất cái chiếc xe đó. Có cái chiếc xe đi ship đồ hà, bây giờ mất rồi nè, không có ship đồ cho người ta 30, người ta mới mua 30 tô nè. À, chiếc xe sắt dụng của cô đó hả? Cái gì? Cái xe của người ta đang chạy mà nó sắt dụng. Dạ đúng rồi, chiếc xe đó cũ lắm rồi cô ơi, cho nó về hưu đi cô. Ừ, cái gì bắt cười vậy trời, xe đang chạy tự nhiên cái ai qua lấy gì đó cái về hưu à. Đúng rồi, con nghĩ á là bà ve chai á tưởng đâu bỏ cho nên dắt đi, mà coi như là quá kiếp cho nó đi cô. Ừ ha, thôi người nói cũng đúng đi, cái cũ nó phải đi thì cái mới nó mới tới. Tới vô mỏ á bà. Bây giờ mất chiếc xe rồi sao đi ship bên này nè, mà tới người mới. Thấy chưa, bây giờ mất cái xe rồi đó, rồi ai mà ship cái đống này đây. Hai cô cần ship hủ tiếu chai hả? Đúng rồi con. Để con lo cho, con phụ chở cho. Trời ơi con ơi, con như thánh nhân vậy đó con ơi, con xuống cho con độ thế liền. Thôi thôi má, con ra đi má, đi luôn, con làm luôn cho má. Ê đi 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 đi, lẹ lẹ, lẹ cho người ta đi. Đó là ăn cho nó nóng nha. Nó bảo hiểm vô. Đội nón vô đàng hoàng đi. Dạ dạ. Để tao chở mày luôn cho lẹ nè. Chạy xe đàng hoàng nha con. Ôi trời ơi, ôi là trời. Cậu bỏng cái lưng nè. Ờ con xin lỗi, xin lỗi. Mày có chuyện nhiêu đó mà nó làm cũng được đó trời. Mày là mày gây họa không à, mà tao nói hoài đi. Chạy đàng hoàng nha. Ừ, không ăn mất nha. Yên tâm. Nói lấy tiền nha. Dạ. Lấy 20 tô rồi. Coi chờ tặng 10 tô nha. 30 tô là 30 tô, 30 tô là 30 tô chúng mày. Hủ tiếu chai xin mời quý khách. Cô ơi, tới rồi nè cô. Đâu? Đây nè. Đâu? Bây giờ cô gọi thử cho khách thử coi. Đâu, sao tao nãy giờ tao đâu có thấy đâu. Nè. Ủa? Sao tỏ tí te? Bao quý khách vừa gọi hiện. Sao tỏ tí te được cô? Đừng có nói là bơm hàng nha. Khùng quá. Ai mà đi bơm hàng mà bơm hủ tiếu chai con? Để tao điện lại coi. Trời ơi, tỏ tí te nữa nè. Thôi địa chỉ thì kiếm nãy giờ không ra, gì kỳ vậy trời. Rồi, đi bơm hàng thiệt rồi cô ơi. Không không, để tao điện bà Diệu Hiền cái coi. Alo, Hiền nghe nè cục dạ. Alo. Tiếp cho khách chưa cưng? Giấu cái đầu bà. Hả? Ở địa chỉ này, địa chỉ này không có nhà. Điện thì tò tí te từ hồi nãy giờ. Trời ơi, nãy chị ghi địa chỉ rõ ràng rồi mà. Địa chỉ mà má ơi. Bây giờ điện nó không được nè. Có số điện thoại chị ghi cho em luôn rồi đó cưng. Điện không có được. Vậy giờ sao trời? Rồi bây giờ bà lấy cọc chưa? Cọc kiếp gì đâu, hồi nãy đụng là trụng thôi. Nghe 30 bịch mừng quá nhào vô trụng liền đó. Trời ơi trời, bà ngu, bà cũng ngu vừa vừa thôi bà Diệu Hiền. Bà bán hàng online bà không lấy tiền cọc. Bây giờ nó bơm rồi còn một đống nạn cái gì. Trời ơi, lần đầu tiên chị bán mà chị đâu có gành đâu mà bởi vì rồi bây giờ làm sao đây trời. Sao cái đầu bà. Hủ tiếu chai xin mời quý khách. Đời vô thường thiệt, mới bán được 30 tô vui đó cái bị bơm đó. Bà đó ha, bà già sắp thành tinh rồi mà bà ngu, bà chưa trải sự đời, bà nghĩ sao mà buôn bán mà không lấy cọc? Bây giờ nó không lấy rồi ăn chó đây gì? Cô như xui đi cô. Xui cái gì? Tại ngu chứ xui cái gì? Yên, chuyện nó lỡ rồi cưng. Chị cũng đâu có muốn đâu, đừng có chửi chị nó tội nghiệp chị. Lỡ gì? Rồi còn đống hủ tiếu này ăn gì? Thôi đi, để chị tính cho, nhà có hai chị em mà chửi chị hoài tội nghiệp chị. Bà thiệt á, trẻ đầu mà ra nhét hủ kia vô mà chưa khôn ra nữa. Nặng hơi mỗi cổ bà ngoài. Bà nha. Thôi mà Yên, đừng có đại nghiến chị nữa, chị cũng khổ lắm Yên. Rồi bây giờ giải quyết sao với đống này? Thì em gán em Yên giùm chị chút xíu đi Yên, rồi chị tính cho. Thôi hai cô đừng lo. À con nhớ rồi, gần ở đây có đoàn phim của chú A Tô làm nè. Có gì con bưng qua bán phụ giùm cho. Cái gì? Thiệt á con? Dạ thiệt. Ê bây giờ nè, mày ôm cái này qua đi, rồi bán đổ bán tháo bán rẻ gì đó năn nỉ người ta ăn giùm cũng được. Bậy. Đoàn phim nhiều khi người ta có nấu cơm sẵn rồi, tự nhiên cái kêu người ta giải cứu hủ tiếu chai kỳ cục. Không bây giờ vậy đi con. Dạ. Bây giờ con đem qua bển đi, con nhờ mấy cô chú đó, ai mà đói bụng mới ăn giùm cô. Ăn giùm cô là cô vui rồi. Vậy sao được cô? Không được, có gì đâu không được. Tại vì nãy cô nói là cô bán 30 tô nhưng mà cô lấy 20 tô thôi. Coi như là bữa nay cô xả vàng đi, nhờ người ta ăn giùm cô thôi là cô vui rồi. Nghe con, đừng dạ. Tính tiền kỳ. Dạ. Nha, đi con, chở con qua bển cho người ta ăn cho nóng. Dạ. Dạ đâu cần đi xe cô, sát bên à, đi bộ qua là tới rồi. Dạ trời ơi. Đi đem qua lẹ đi rồi đây tôi có quán cho. Coi như là đoàn phim bữa nay có lộc ăn nghe. Đi. Mẹ già ngu.
mời quý khách. Tới chưa con? Dạ tới rồi nè cô. Trời ơi, trời ơi, đồng phim hoành tráng quá hè. Dạ. Mà con có quen không? Dạ không. Không. Trời ơi, người ta đoạn làm phim mình vô mày làm phiền người ta hả? Dạ đâu có gì đâu cô. Con thấy trên mạng á, đoạn làm phim của chú A Tô dễ thương lắm. Ủa vậy hả? Dạ. Đâu, à, Tô lần nào đâu? Cái chú đội nó hồng hồng đó. Hồng hồng hả? Dạ dạ. Trời ơi, nhìn tròn tròn dễ thương. Vô được không? Vô được. Con vô trước đi. Dạ dạ dạ. Trước đi. Rồi, đúng rồi. Mạnh mẽ lên em, mạnh lên, tiết tấu lên. Rồi lại nè, 3, 2, 1, diễn. Dạ. Dạ cái gì? Trời. Dạ. Ủa ai vậy? Không biết. Cắt máy, cắt máy, cắt máy. Cắt. Ủa ai? Ai à? Dạ em bán hủ tiếu chai kế bên đây nè. Quà biếu cho đồng phim ăn. Dạ. Cái này là cho hả? Dạ tặng. Dạ không giấu gì anh chứ ngựa ngựa bữa nay live stream á, cái bán cái bị bơm hàng 30 phần. Cái đồng phim có lập ăn. Mấy giờ mấy giờ? Dạ gần 5 giờ rồi. Ông giờ thôi rồi cho em nhận đi. Đúng rồi. Dạ tặng cho đồng phim. Dạ tặng. Nghỉ dạ. Tan hủ tiếu chai anh em ơi. Dạ mời anh. Dân ta tặng thì mình nhận. Thôi đó anh em nghỉ ngơi, nghỉ tay chút anh em ơi, ăn kiều đi. Ừ. Ủa là cái bên hả? Dạ đúng rồi. Sát bên này có quán sát bên đây nè. Dạ đây. Nãy giờ tụi con có làm phiền cô không? Không có làm phiền gì đâu, con im cú hả? À vậy ha. Dạ. Cảm ơn nha. Chú ơi chú có vai nào chú cho xin đóng một vai với, còn đóng hay lắm á. Trời ơi đóng thì đẹp trai quá kìa. Học chưa, có học ở đâu không? Dạ chưa. Trời ơi hay quá, cô bán hủ tiếu chai đúng không? Cô bán hủ tiếu chai. Cô bán hủ tiếu mà con phải đi học nữa đúng không? Đúng rồi. Thì giờ diễn kịch phải học đàng hoàng, phải có trường lớp đàng hoàng thì con mới đóng được chứ bây giờ đưa con ra cái máy sao con đóng được? Vậy chú biết chỗ nào cho con giới thiệu con với? Là con muốn đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ á mình muốn làm gì mình cũng phải học hết. Mình muốn đi làm diễn viên, muốn đi quay phim hay là muốn làm gì là mình phải học hành đàng hoàng. Chứ không có học sao mà biết làm. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ là nếu mà đi học á là ngoại trừ những cái trường mà gọi là trường sân khấu điện ảnh, trường chính quy á thì còn có những cái trường gọi là trường tư nhân nữa. Thì những cái trường tư nhân này chúng ta học là coi như là học kinh nghiệm là chính. Đó. Thì biết Minh Nhí không? Dạ biết. Trời idol của con á chú. Trời ơi, tôi mê ổng lắm ông diễn nè. Trời ơi mày luôn đi. Biết gì không? Biết luôn. Dạ. Ôi, gai lạp chùi. Chân đạp gai tét rồi. Đúng rồi. Nói chung là hai thầy trò Việt Hương Minh Nhí là vừa mới thành lập một cái sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Cái chỗ đó là ngoại trừ mình mua vé vô mình coi kịch ở trong đó thì ở trong đó có một cái lớp đào tạo diễn xuất nữa. Thì mình phải vô trong đó mình học hành đàng hoàng thì mình mới ra trường thì mình mới có cái kinh nghiệm sân khấu của mình thì mình mới đi diễn được. Đúng rồi con ơi, phải học hành. Chú vậy chú có số điện thoại bên đó không chú cho xin với? Yên tâm, Minh Nhí Việt Hương là con quen với cô, để con giới thiệu cho em vô học cho. Yên tâm, giới thiệu vô cái được liền à. Yên tâm. Ôi cảm ơn nhiều nghe. Không làm phiền mấy chú nữa, thôi giờ tụi tôi về cho mấy chú làm gì làm nghe. Dạ dạ. À, cô nếu mà đàn phim của con mà có làm ồn thì cô thông cảm bỏ qua tụi con nha con. Đâu có làm sao đâu, quay phim cho bà con coi mà. Bữa nào rảnh cái tôi mua vé tôi qua coi chú Minh Nhí cho lại cô Việt Hương diễn nghe. Dạ đúng rồi. Dạ thôi con vô con ăn. Dạ con chú, vô con ăn nha. Chú ngon miệng hết trơn nha. Dạ chị dạ ơi. Chú. Chào mọi người ạ. Trời ơi đồng phim dễ thương quá con. Dạ. Mà cô ơi, mai mốt ai đặt hàng cô á, cô cũng kêu người ta chuyển khoản trước. Bây giờ là bị bơm hàng nhiều lắm đó. Trời ơi không sao đâu con ơi, lâu lâu cô mới live stream vậy thôi cô biết rồi. Nhưng mà kệ đi con, khách hàng có người này người kia đúng không, mình đâu có biết được ai kệ. Tính ra hôm nay á cô ăn nguyên combo luôn đó, vừa bị mất xe mà còn bị bơm hàng nữa, nhức cô rồi. Chọc cho con à. Không, nghe ông bà nói hả, phước bất trùng lai quả vô đơn chí, nhưng mà mình cứ tích cực mình sống. Dạ, đúng không? Đúng rồi đó, đó, vui rồi tới buồn rồi tới vui, mình cứ an yên mình sống thôi. Dạ. Thôi mà cô, bây giờ con đưa cô về, lát hồi đó con chạy qua chơi với đồng phim tiếp. Ừ, mà khoan nè, rồi con tính vô sân khấu nghệ thuật Trung bên Hồng sao gọi? Dạ có. Ê, nói nghe nè. Gì vậy? Sao điện thoại gì mà điện, nãy giờ điện không được vậy má? Trời ơi, nãy giờ live stream nó hết pin rồi. Cô điện cho thằng này cũng được nữa. Điện thoại con cũng hết pin, con để nhà sạc rồi. Nói nghe nè, 30 bịch hủ tiếu người ta lấy rồi chứ không phải ta bơm hàng. Thiệt hả? Thiệt, biết sao không? Tại vì nhà nó xài điện thoại sao, đưa cho đứa nít cái quăng vô thùng nước, cái nó gửi địa chỉ sai gì đó cái lợi năn nỉ mình. Trời đất ơi, thấy chưa, con nói thấy chưa, sống tích cực lên. Mà người ta dễ thương dữ lắm, người ta mua người ta cho chùa nên nó bây giờ người ta trả luôn 30 bịch chứ không trả tiền 20 bịch, ta nói không cần khuyến mãi lại xin lỗi quá trời luôn má ơi. Vậy dễ thương con thấy không, sao cơn mưa là trời lại sáng con ơi. Rồi đi về làm cho người ta đi, giết đi làm phụ tiếp rồi chúc mừng hai con nha. Để con về phụ cho. Còn nhớ vụ học bên sân khấu nha. Dạ có, con có hỏi chú A Tô rồi, nổi tiếng không có quên cô đó. Dạ. Hủ tiếu chai
xin mời quý khách. Cái tập này rồi đâu có khách mời đâu, ai bốc thăm. Em khùng hay gì vậy? Quên hả? Anh Tô là khách mời chứ gì nữa. Giờ đi kiếm anh Tô bốc thăm coi. Anh Tô ơi. Đi. Anh Tô kìa, anh Tô. Anh Tô. Gì vậy? Giúp tụi em anh Tô ơi. Gì vậy? Tập này anh là khách mời nãy anh đóng ông đạo diễn đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh bốc thăm giùm em coi. Trời ơi, ai bốc cũng được mà. Đâu có được. Mình đã quy định là khách mời là phải bốc. Dạ, thì mới biết tập sau mình làm gì chứ. Tập này là cái gì? Tập này là live stream đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ để bóc coi tập sau là cái gì nha. Rồi, tay ngọc thọc vàng, tay ngọc thọc vàng nè. Rồi. Trời cho có cái tập sau là cho Diệu Hiền nó bị xiết cái xe hủ tiếu cháy nghỉ bán này. Trời ơi. Mệt lắm rồi. Đuối lắm rồi. Phải làm thêm 5-7 xe nữa anh ơi. Còn mấy xe nữa không? Để coi nha, cái này là cái gì nha. Tiểu Tam trà xanh. Đây, hot trend. Người thứ ba nghe. Có cái coi á. Ghê cứng nha. Nhưng mà người thứ ba với bà này chắc tôi xỉu rồi. Để coi. Thôi để cái này để bất ngờ cho khán giả đi. Ok. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem qua tập livestream. Và cái tập này là nhóm hữu cháu trai bóc cái Tiểu Tam Trà Xanh. Và xin mời quý vị các bạn cùng đón xem tập Tiểu Tam Trà Xanh nha. Hữu cháu trai xin mời quý khách.